Các bạn đang theo dõi video tại D-Channel, kênh video công nghệ chính thức của Di động Thông minh. Các bạn có thể truy cập website didongthongminh.vn để tham khảo thêm những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Chào các bạn, hiện tại thì mọi người đang rất là thu hút với những sản phẩm ASUS ZenFone 2 chuẩn bị vào thị trường Việt Nam với một cái cấu hình rất là cao, RAM lên tới 4GB và một cái mức giá rất hợp lý. Tuy nhiên vừa qua thì ASUS cũng đã âm thầm giới thiệu một cái sản phẩm có thể nói là bước đệm cho dòng sản phẩm ZenFone 2 chuẩn bị vào Việt Nam. Đó chính là chiếc Padfone S trên tay mình. Cái sản phẩm này nó không chỉ gây ngạc nhiên bởi một cấu hình cực cao và bên cạnh đó mức giá rất hấp dẫn. Với con chip S801 RAM 3GB và bộ nhớ trong lên tới 64GB mà cái mức giá của nó chỉ rơi vào khoảng 7 triệu đồng cho một thiết bị chính hãng thì rõ ràng đây là một thiết bị cạnh tranh rất lớn với những sản phẩm cao cấp khác của các ông lớn trên thị trường. Hôm nay thì mình sẽ có bài mở hộp cũng như đánh giá nhanh về sản phẩm này để gửi tới các bạn. Vâng, và trên tay mình đây chính là chiếc Padfone S phiên bản màu đen và bên tay trái mình chính là hộp của sản phẩm. Và cách đóng hộp thì các bạn có thể thấy thì nó vẫn rất là tương đồng với những sản phẩm ASUS ZenFone 4, 5 hay là 6 của hãng trước đây. Mà sau sẽ là những thông số chi tiết về sản phẩm này. Phụ kiện bên trong thì đầu tiên mình sẽ có một phiếu bảo hành chính hãng. Mình sẽ có một cáp kết nối micro USB. Một củ sạc đi kèm theo máy. Và với chiếc Padfone S này thì giờ đây ASUS đã rất ưu ái khi đã trang bị cho nó thêm một chiếc tai nghe nhất trọng và rất nhiều nút đệm. Như vậy thì người dùng sẽ không còn phải mua tai nghe bên ngoài như những dòng sản phẩm giá rẻ ASUS ZenFone 5 hay 6 nữa. Với sự xuất hiện rất là bất ngờ của chiếc Padfone S này thì mình sẽ chưa nói kỹ về cấu hình. Ở đây mình sẽ nói qua về thiết kế của sản phẩm này. Các bạn có thể thấy thì Padfone S nó sẽ có khá nhiều điểm khác biệt so với dòng ASUS ZenFone 4, 5 hoặc là 6 trên thị trường với kiểu dáng thiết kế thanh mảnh hơn rất là nhiều. Ở đây thì sản phẩm này vẫn sử dụng màn hình kích thước là 5 inch, tuy nhiên cái độ thon gọn và cái sự mềm mại thanh thoát của nó đã đẹp hơn, cái tính thẩm mỹ cao hơn rất là nhiều so với ASUS ZenFone 5. Cụ thể cái viền của nó được làm mỏng hơn và ở phần phía trên và phía dưới cũng được làm thu gọn đi rất là nhiều, nó không hề có cảm giác to bạo như khi cầm ASUS ZenFone 5 trên tay. Thứ hai, ở mặt sau cũng là vẫn là chất liệu nhựa polycarbonate, tuy nhiên nó sẽ không còn cảm giác cứng và giòn như những dòng sản phẩm giá rẻ trước đây, mà cái chất liệu này thì khi mình sờ có cảm giác mềm mại hơn và chống bám bẩn, mồ hôi vân tay rất là tốt. Ngoài ra thì cái phần nắp lưng này các bạn cũng hoàn toàn có thể tháo rời, nhưng cái vị trí của phím bấm, phím nguồn hay phím tăng giảm âm lượng nó không được đặt ở trực tiếp cái nắp lưng này nữa, mà nó sẽ được đặt ở trên cạnh của máy. Và với nắp lưng này các bạn hoàn toàn có thể tháo rời và ở bên trong là nơi chúng ta có thể cắm SIM cũng như cắm thẻ nhớ. Thì cái sản phẩm này nó nổi bật với bộ nhớ trong là 64GB, tuy nhiên thì ASUS vẫn rất ưu ái khi trang bị cho nó thêm một cái thẻ cắm thẻ nhớ nữa. Và hiện tại thì chiếc Padfone S nó sẽ không được hỗ trợ eSIM, nó chỉ có một SIM duy nhất ở đây mà thôi. Ngoài ra thì hãng cũng đã giới thiệu một cái tính năng cho Padfone S, đó chính là khả năng sạc không dây. Và trên cái nắp lưng này các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có những cái lá đồng tiếp xúc và ở trong cái phần nhựa này nó sẽ có một con chip và giúp các bạn có thể sạc không dây. Tuy nhiên thì phải đi kèm theo một cái phụ kiện đặc biệt nữa. Vâng, một điểm cải tiến nữa mình thấy cũng khá là đẹp trên chiếc Padfone S, đó chính là phần viền này. Đó, hãng đã cách điệu bằng một cái viền benzen. Cái viền này thì nó là viền bằng nhựa và giả kim loại. Và khi các bạn nhìn thì cái hiệu ứng ánh sáng nó chiếu vào nhìn khá là đẹp mắt. Tuy nhiên thì mình không đánh giá cao cái viền này, bởi các bạn thấy nó sẽ khá là giống viền của những sản phẩm Galaxy S3, S4 trước đây của Samsung. Vì vậy khi sau một thời gian sử dụng thì rất dễ viền này bị bong chóc. Ngoài ra một điểm nữa chính là cái việc viền màn hình thì nó được làm hơi vát về phía trước. Vì vậy mà cảm giác cái phím nguồn và hai phím tăng giảm âm lượng đây các bạn ấn sẽ khá khó khăn. Đó, nó sẽ hơi cấn tay một chút và các bạn sẽ phải hơi dùng lực một chút mới ấn được cái phím nguồn và phím giảm lượng này. Ngoài ra thì ba cái phím điều hướng đã được đưa vào bên trong màn hình, đó là phím back, phím home và phím chạy đa nhiệm, thay vì đưa ra ngoài màn hình như ASUS ZenFone 5. Mặt sau thì chúng ta sẽ có camera chính lên tới 13 megapixel, một đèn flash trợ sáng logo ASUS và một cái biểu tượng Padfone ở đây. Chúng ta biết rằng cái sản phẩm Padfone là một cái dòng sản phẩm rất đặc biệt của ASUS. Khi mà nói đến sản phẩm này thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một cái thiết bị có thể dùng chung thay cho một chiếc máy tính bảng. Cụ thể ở dưới cái phần cạnh dưới của sản phẩm này, ngoài cái cổng kết nối micro USB thì chúng ta sẽ còn thấy hai cái lỗ nhỏ nữa. Thì hai cái lỗ nhỏ này nó sẽ có tác dụng mà khi chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với một cái thiết bị màn hình lớn cũng của ASUS sản xuất và sẽ ngay lập tức biến cái thiết bị đó trở thành một chiếc máy tính bảng với cái bộ vi xử lý trung tâm là chiếc Padfone S này. Và như vậy thì chúng ta sẽ có một chiếc máy tính bảng cấu hình rất là cao. Đó. Và màn hình thì sản phẩm này vẫn sử dụng màn hình 5 inch như ASUS ZenFone 5, nhưng cái độ phân giải của nó đã được nâng lên là Full HD. Như vậy thì chi tiết hình ảnh các bạn sẽ thấy là nó sẽ sắc nét hơn ZenFone 5 rất là nhiều. Ngoài ra thì mình nhận thấy cái độ sáng của chiếc Padfone S cũng sáng hơn rất là nhiều so với ZenFone 5.
và cái chi tiết hình ảnh hiển thị đương nhiên là sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Về phần cấu hình thì đây có lẽ mới là điểm đáng nói nhất trên sản phẩm này. Chiếc Parkphone S thì nó sở hữu một cấu hình cực kỳ mạnh ở thời điểm hiện tại, đó là con chip S801 4 x 2.3GHz. Quan trọng của nó là RAM 3GB và bộ nhớ trong lên tới 64GB. Như vậy khi mà so với cùng những thiết bị có cấu hình như thế này trên thị trường như là LG G3, Xperia Z2, Galaxy S5 hay Vega Iron 2 thì rõ ràng với mức giá 7 triệu đồng trong một sản phẩm chính hãng thì chiếc Parkphone S trên tay mình nó sẽ cho cái khả năng cạnh tranh rất là lớn. Khi mình đo bằng AnTuTu Benchmark thì rất là tuyệt vời. Cái sản phẩm này nó đứng đầu bảng cùng với những thiết bị khủng nhất hiện nay như Note 4. Và AnTuTu Benchmark thì nó sẽ cho điểm số lên tới hơn 43.000 điểm, rất là ấn tượng. Và như vậy thì nó hoàn toàn có thể chạy mượt mà tất cả những cái gì đồ họa khủng nhất cũng như là game nặng nhất hiện nay. Và hiện tại thì máy vẫn đang được chạy trên cái nền tảng Android 4.4.2 và sắp tới chắc chắn sẽ là nền tảng Android 5.0 với cái giao diện Gen UI độc quyền của Asus, mang lại một cái trải nghiệm rất là mượt mà cũng như rất là nhiều tùy biến, như giao diện rất là hiện đại và có cái chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen với giao diện này, rất là nhiều tính năng hay. Về camera thì chiếc Parkphone S vẫn sử dụng camera chính là 13 megapixel. Ở đây thì giao diện camera thì các bạn sẽ thấy là nó không khác biệt nhiều so với dòng Asus Zenfone 4, 5 hay là 6. Với camera này thì Asus vẫn trang bị cái tính năng Pixel Master cho khả năng bắt sáng lên tới 400% và rất nhiều chế độ chụp rất là quen thuộc mà các bạn đã thấy từng xuất hiện trên những sản phẩm trước đây của hãng. Và cuối cùng thì rất tiếc là cái sản phẩm này chỉ trang bị viên pin là 2300 mAh, thì so với những sản phẩm khác trong cùng tầm giá với một cấu hình cao và màn hình sắc nét như thế này thì rõ ràng viên pin 2300 mAh thì theo mình là một cái dung lượng không quá cao. Tuy nhiên về cái mức độ trải nghiệm thì Digital sẽ có một video chi tiết gửi các bạn. Và như vậy thì mình đã hoàn thành bài mở hộp cũng như đánh giá nhanh về chiếc Parkphone S. Hy vọng với cái tầm giá 7 triệu này chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm này hoặc là có thể đợi một thời gian để dòng sản phẩm Asus Zenfone 2 về với dung lượng RAM 4GB chúng ta có thể lựa chọn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.